Xin chào mọi người nhé, sau đây mình sẽ giới thiệu phương pháp ken bằng máy đuôi 4, đuôi 5 của công ty máy văn phòng Anh Khôi. Đầu tiên là ấn vào ken ạ. Trước khi sử dụng mọi người reset nhé, để về cái chế độ mặc định của công ty đã cài đặt sẵn. Ngoài ra mình giới thiệu thêm này, cái máy này có một số phương pháp về máy tính hoặc là cách lấy file ken khác nhau. Ví dụ như đầu tiên ạ, phương pháp mặc định của thường nhà mình sẽ để đấy là phương pháp về ổ cứng, mọi người lock trên lên giải IP để download về. Bên cạnh đấy là có phương pháp về email, về folder. Và phương pháp thứ ba là về USB ạ, Memory Device ạ. Ok ạ. Sau đây mình sẽ giới thiệu phương pháp đầu tiên. Phương pháp public, rất dễ sử dụng. Mọi người chỉ việc download về thôi và không phải cài đặt gì cả. Trước khi sử dụng lại, reset lại giúp mình ạ. Sau đấy mọi người cho giấy lên ạ. Sau khi cho giấy xong ạ, máy nhận giấy sẽ kêu tít một cái ạ. Sau đấy chọn giúp mình một và hai mặt. Đây là một mặt, đây là bên này là hai mặt ạ. Sau đấy ok ạ. Cuối cùng là start. Cách thứ hai, ở trên này là hệ thống kéo giấy tự động ADF ạ. Nó tự động kéo và đảo mặt bản gốc. Đây là cách thủ công mọi người đặt giấy lên đây ạ. Và đóng nắp xuống. Trước khi sử dụng cũng reset. Kiểm tra máy một lượt đi. Xong rồi ấn start giúp mình. Nếu mà là một mặt, mặc định là một mặt nhé. Nếu mà một mặt thì reset luôn. Nếu mà hai mặt thì ấn ok. Thì ấn hạ chọn hai mặt rồi ok. Sau đấy start ạ. Ngay ở trên máy cũng thông báo nhé. Nếu mà máy sẽ cho mình 60 giây để tiếp tục thao tác mặt sau hoặc là các bản tiếp theo. Mình có thể thay từ khác hoặc là lật mặt, đảo mặt. Đối với phương pháp thủ công ạ. Rồi đóng lại ạ. Cho mình 60 giây nhé để tiếp tục. Sau đấy ấn start. Còn nếu không, nếu mà kết thúc rồi, sau khi kết thúc rồi thì sẽ ấn thăng nhé. Mọi người lưu ý giúp mình ở dưới gương kính là phải ấn thăng để khai báo là đã hết giấy nhé. Không như ở trên chỉ cần kéo hết thì sẽ tự động gửi về. Đây, nút thăng bên này. Ok. Vâng, sau khi scan xong này, mọi người về máy tính này, ấn địa chỉ IP của máy á. Địa chỉ này mọi người có thể hỏi bên mình nhé, hỗ trợ tìm lại hoặc là bên mình lúc cài đặt sẽ dặn để mọi người lưu lại nhé. Sau khi ấn vào địa chỉ ạ, nó sẽ hiển thị ra web chính thức của máy này. Cái tên hiển thị của máy, web monitor nhé. Sau đấy thì ấn vào print job start file đến document server. Tiếp theo là đến save folder. Và đây là tất cả những cái file hiển thị ở trong này ạ. Mọi người ấn vào PDF này. PDF gạch ngang A bên này cũng được. Hoặc là đến ấn vào biểu tượng này. Cả ba cách ấn thì đều có thể download về. Và riêng cách ấn thứ ba thì mọi người có thể đổi cái định dạng ở đây, JPEG hoặc là PDF, sau đấy download nhé. Còn đâu hai cách kia thì ấn vào đây, khu vực này để download về giúp mình. Xếp lại. Đây, như thế là xong ạ.